dạy dỗ của những người thầy, người cô, thì những mảnh đời ấy họ lại vượt lên tất cả và sẵn sàng làm được những điều phi thường mà không ai có thể làm được. Và chúng ta đang được chiêm ngưỡng những tài năng vô cùng đặc biệt, những màn biểu diễn xiếc muốn dành tặng tới toàn thể quý vị.